Theo báo cáo của Sở Công Thương các tỉnh biên giới phía Bắc, đến sáng ngày 25 tháng 2, tổng số xe chở xuất khẩu tại cửa khẩu là 3.728 chiếc, tập trung tại Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh và Cao Bằng. Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhất trí với đề xuất bố trí bãi tập kết phương tiện gần cửa khẩu, sau đó hợp tác với phía Trung Quốc để cùng tiến hành khử khuẩn cho hàng hóa và phương tiện, cũng như lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe. Tài xế đã được hai bên xác nhận âm tính có thể đi thẳng qua biên giới để vào bãi sang tải, không phải qua khử khuẩn hoặc xét nghiệm lần hai. Và trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thông tin về tình trạng ùn tắc, hạn chế phương tiện dồn về cửa khẩu và phối hợp chặt chẽ với phía bạn để đẩy nhanh tốc độ thông quan. Về dài hạn, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan trong 15 ngày trình Chính phủ các cơ chế quy định rõ về tiêu chuẩn hàng hóa, đủ điều kiện xuất khẩu tiểu ngạch để thống nhất thực hiện, và đồng thời đề xuất các cơ chế khuyến khích chuyển đổi sang xuất khẩu chính ngạch đối với nông sản.